Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Việt Nam cần dành 5 năm tới cho cải cách nền tư pháp. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc kỳ họp bàn về nhân sự cho kỳ họp bầu cử khóa tới. Nhiều vấn đề xung quanh tiêu chí lựa chọn nhân sự đã được đặt ra. Thông tin cho biết, tôi cho rằng những ai nhận ra cần phải cải cách nền tư pháp một cách mạnh mẽ để xây dựng và phát triển đất nước, thì đó là nhân sự và phương hướng đúng đắn cho nhiệm kỳ tới. Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu vấn đề qua bài viết trên đài BBC tiếng Việt. Đây là hình ảnh 17 trên 17 vị thẩm phán giơ tay biểu quyết tán thành tuyệt đối tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình Hồ Duy Hải. Một số vấn đề được đặt ra với cải cách nền tư pháp hiện nay như sau. Triển khai thực hiện việc chuyển các trại giam giữ sang cho Bộ Tư pháp quản lý, bao gồm các trại giam thi hành án, phạt tù và trại tạm giam, nhà tạm giữ đối với các bị can, bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử, xử lý hình sự. Đây là kế hoạch đã được đặt ra từ năm 2005 bởi nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị lúc đó về tầm nhìn cải cách tư pháp đến năm 2020. Tới nay đã là năm cuối của thời hạn nhưng kế hoạch vẫn chưa làm được. Có lẽ đây là vấn đề có ảnh hưởng lớn về quyền lực nhà nước, do muốn nắm giữ quyền lực chính trị cho nên đã có sự e ngại không muốn cải cách về vấn đề này. Nhưng việc để tồn tại một điểm thiếu khoa học tư pháp này lại gây ra nhiều hệ lụy, bào mòn niềm tin của nhân dân vào tín nhiệm vào nhà nước. Tới nay, nếu muốn thực hiện sẽ đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị lớn, có lẽ là phải làm tập thể nhiều người. Cho nên những nhân sự nào cùng quyết tâm thực hiện chủ trương này sẽ xứng đáng là nhân sự đúng cho nhiệm kỳ tới. Và cũng có một điểm thuận lợi là trong vấn đề này từ lâu nay đã được nghiên cứu rồi, giờ chỉ việc đem ra thực hiện mà thôi. Việc cải cách nền tư pháp cũng cần phải sửa đổi pháp luật tiến tới quy định chỉ tòa án mới có quyền ra các lệnh bắt giữ, bắt giam, khám xét và thu giữ đồ vật. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã chia sẻ và ý kiến của mình như vậy. Đây là hình ảnh luật sư Ngô Ngọc Trai, hiện là giám đốc công ty luật Công Chính thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Khi đó cơ quan điều tra hay viện công tố muốn bắt giữ thì phải xin lệnh của tòa án mới được thực hiện. Ngoài ra phải triển khai lắp đặt đầy đủ các thiết bị ghi âm, ghi hình khi hỏi cung. Củng cố vị thế, vai trò của luật sư bào chữa tham gia ngay từ đầu ở các vụ án hình sự. Những vụ án oan như Hàn Đức Long là do không có luật sư tham gia từ đầu. Vụ Hồ Duy Hải có lẽ cũng vậy, mãi về sau mới xuất hiện luật sư. Thực hiện đúng quy định về quyền trình bày lời khai của bị can, bị cáo. Ở các nước thì đó là quyền im lặng. Tạo cơ chế để luật sư bào chữa gặp gỡ, giải thích cho bị can hiểu về quyền trình bày lời khai của mình để biết cách thực hiện. Vì đó là quyền cho nên không thể bắt buộc phải khai báo, có quyền từ chối trả lời câu hỏi. Có người sẽ bảo những vấn đề đề xuất như vậy luật sư chỉ biết nghĩ cho mình, nếu làm theo thì sẽ gây khó khăn cho hoạt động của điều tra. Cần phải biết nghĩ cho người khác, nếu không thì điều tra họ sẽ làm việc ra sao? Xin thưa, như toàn bộ những vấn đề đó là giá trị của luật pháp văn minh bảo hộ cho con người. Pháp luật các nước người ta đều thực hiện rồi, ngay như Trung Quốc là nước tập quyền mà họ cũng đã chuyển trại giam sang cho Bộ Tư pháp giống như hầu hết các nước. Việt Nam chờ đến bao giờ mới áp dụng, mãi lạc loài so với nhân loại tiến bộ hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh các phạm nhân lao động trong trại tạm giam. Các nước họ quy định như thế này thì đâu có phải họ trói tay các cơ quan điều tra. Không phải vậy. Thực chất, cả những nội dung trên sẽ chỉ đặt ra yêu cầu đối với cơ quan điều tra là phải thay đổi đường lối nghiệp vụ làm án của mình, phải tiến bộ lên và từ bỏ những lạc hậu đi. Lâu nay, việc điều tra luôn coi hoạt động lấy cung là khâu điều tra trọng yếu, hầu như tập trung mọi hoạt động vào đó, tập trung mọi thời gian và nhân lực vào sự việc lấy cung khi ghi chép lời khai, nhưng đó là cách làm hết sức lạc hậu. Đúng ra, việc điều tra phải tập trung vào hiện trường, tìm kiếm nhân chứng, vật chứng, nâng cao kiến thức về tâm lý, con người, về ngành tội phạm học, để suy nghiệm về hành vi của hung thủ, đoán định được động cơ, mục đích tội phạm, từ đó xác định phương hướng điều tra và định hướng hình dung và tìm thủ phạm. Lấy ví dụ như việc xác định động cơ, mục đích phạm tội trong vụ Hồ Duy Hải. Hai cô gái là nạn nhân, khi bị giết, đều đeo rất nhiều trang sức trên người. Cả hai cô đều có vòng cổ tay bằng vàng, nhẫn đeo tay vàng, hoa tay vàng, dây chuyền vàng. Khi hai cô gái cùng ngồi cạnh nhau giải quyết cho khách dịch vụ ở bưu điện thì sẽ đập vào mắt những kẻ đó
và những kẻ này đã có thể đã xây lập lòng tham từ đó mà phát sinh. Và cũng có thể đến ngày cuối năm sắp Tết do cần tiền nên hung thủ đã gây án làm liều. Vậy có thể xác định động cơ giết người để cướp tài sản, chứ khó có thể có ý định hiếp ở nơi công cộng và lại có hai người. Khi đó, việc điều tra phải tập trung tìm kiếm thu thập đầy đủ các dấu vân tay ở hiện trường, sàng lọc cơ sở dữ liệu, danh chỉ, bản để khoanh vùng nghi phạm. Thu thập đầy đủ các mẫu máu và các vệt máu ở hiện trường, các mẫu máu đó có thể là của nạn nhân hoặc của hung thủ, đưa đi giám định đối chiếu với những người tình nghi. Thu thập và bảo quản những vật dụng có thể là công cụ và phương tiện gây tội ác như dao, thớt, ghế, rồi qua các phương tiện, thiết bị khoa học hiện đại đưa đi xét nghiệm, từ đó đưa ra chứng cứ vật chất khách quan để xác định hung thủ đích thực. Đây là hình ảnh tại hiện trường bưu điện Cầu Voi hiếm hoi được công bố với cái thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Vật chứng quan trọng như thế mà công an lại để mất đi rồi thay bằng cái thớt mua ở chợ vào. Cũng nên biết rằng những vụ án khó xác định dấu vết thủ phạm như vụ Hồ Duy Hải cũng không phải là nhiều trong tổng số vụ án hình sự hàng năm. Hầu hết số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đánh chém nhau hay tội phạm kinh tế thì nghi phạm đều được xác định ngay và tài liệu chứng cứ tương đối rõ ràng, dễ thu thập. Việc còn lại trong các vụ án đó là tổng hợp tài liệu, chứng cứ áp vào các yếu tố cấu hình tội phạm để kết luận. Cho nên, những vấn đề như quyền im lặng, vai trò luật sư bào chữa, ghi âm, ghi hình khi hỏi cung không phải là gây khó khăn cho điều tra, không phải tự nhiên mà đã có trong luật. Nó đã có bởi là đúng đắn, là văn minh, là nhân quyền. Và hiện nay, luật đã có thì việc cần làm là vượt qua được những trì trệ, lạc hậu, lạm quyền, lười nhác, không chịu trau dồi, cố gắng để thực hiện cho đúng. Việc xây dựng một nền tư pháp công minh, tiến bộ sẽ đem đến lợi ích cho tất cả các bên, gồm cả những người đang có quan điểm khác nhau. Và sự bất an lâu nay tồn tại ở nơi này hay nơi kia cũng chỉ vì thiếu một khả năng bảo hộ của tư pháp. Người có tội thì hoảng sợ, người không vi phạm cũng không thể yên tâm. Một nền tư pháp công minh, tiến bộ sẽ giúp cho người mắc lỗi sẽ chỉ chịu hình phạt tương ứng với lỗi mà mình gây ra thay vì nặng hơn, và người không vi phạm cũng có thể yên tâm vì nền tư pháp có đủ khả năng nhận ra điều đó thay vì gây oan. Đây là hình ảnh cựu Tổng thống Park Chung-hee đã bị bắt giam vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 với một phòng giam chưa đầy 10m². Nhìn sang bên Hàn Quốc, nền tư pháp của họ đã xử lý cả Tổng thống, mà Tổng thống đương nhiệm. Điều đó cho thấy quyền lực tư pháp của họ lớn đến thế nào mà đã không hề có sự đổ vỡ, xáo trộn gì lớn. Tất cả chỉ gồm một số giấy tờ, một số điều luật, một số vụ bắt giữ, một số vụ thẩm vấn và phiên tòa. Nên tới đây, có người sẽ hỏi, vậy thì phải làm như thế nào? Lâu nay, nhiều người đã yêu cầu phải có tư pháp độc lập, nhưng vấn đề như hiện nay thì lại rất bế tắc. Đảng cầm quyền, đang lãnh đạo, đâu chịu từ bỏ quyền lực của mình đối với tư pháp. Và ông nói tiếp, tôi cho rằng chưa cần phải đòi hỏi tư pháp độc lập, mà phải cần yêu cầu thực hiện một số biện pháp kỹ thuật để tăng tính độc lập tương đối của các thẩm phán, để từ đó tạo lập ra sự công tâm khách quan trong việc làm. Tức là khi đã trao nhiều quyền cho thẩm phán như quyền quyết định về bắt giữ, bắt giam, thì để đảm bảo quyết định của tòa án là công tâm, khách quan, có thể thực hiện một số biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất là tăng lương cho thẩm phán. Ngành tòa án có một quyền lớn rất đặc thù, đó là quyền tuyên án tù, án tử hình, tước đoạt quyền lợi tài sản kinh tế nhiều tỷ đồng, mà đối với con người thì điều gì giá trị hơn tính mạng và tự do. Do quyền của thẩm phán đặc biệt giá trị như vậy, cho nên mức lương không thể ngang bằng với các hạng ngạch hành chính khác, phải nâng lên gấp 4-5 lần hiện nay. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình đã từng nắm cả 3 chức vụ điều tra, truy tố và nay là xét xử trong suốt quá trình 13 năm giải quyết án oan Hồ Duy Hải. Cũng nên nhớ rằng số lượng thẩm phán và biên chế ngành tòa án lại không cao. Tổng số biên chế ngành tòa án hiện nay chỉ khoảng 17.000, con số quá nhỏ so với các ngành khác. Mấy tháng trước, một vị lãnh đạo Tòa án tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cho biết, biên chế của ngành tòa án cả nước chỉ khoảng 17.000, nhưng biên chế ngành giáo dục của riêng tỉnh Thanh Hóa đã là khoảng 11.000. Vậy thì 63 tỉnh sẽ lớn như thế nào? Biên chế ngành tòa án của cả tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 400, nhưng biên chế công an của riêng thành phố Thanh Hóa đã gần 1.000. Vậy thì biên chế của cả tỉnh cũng rất nhiều. Cho nên số lượng biên chế không lớn là một điểm thuận lợi, có thể giải quyết việc tăng lương cho thẩm phán. Thứ hai là nâng thời gian nhiệm kỳ của thẩm phán lên 10 năm, thay vì 5 năm như hiện nay, họ sẽ không chịu bị đánh giá kỷ luật về các quyết định tư pháp,
ngoài ra là mở rộng đối tượng tuyển dụng thẩm phán cho cả các luật sư. Thứ ba là tăng số lượng thành viên hội đồng xét xử, tăng thêm số lượng hội thẩm nhân dân, hội đồng xét xử có thể lên 9 người như ở Nhật Bản và mở rộng chọn luân phiên trong dân chúng để tăng tính độc lập trong các phiên phán quyết. Thứ tư là thành lập tòa án khu vực. Trước đây, ngành tòa án đã có đề án này để giảm sự ảnh hưởng chi phối của chính quyền cấp huyện đối với các tòa án huyện. Nhưng vấn đề này đã không được thực hiện. Nay nên xem xét lại thực hiện việc này. Những vấn đề đặt ra như vậy tất yếu sẽ phải thực hiện. Có thế mới mong có được một nền tư pháp công minh, tiến bộ là nền tảng cho phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 Việt Nam cần dành 5 năm tới cho cải cách nền tư pháp. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de